Liên quan đến vụ việc vật thể lạ để trước cổng trường học được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, cổng thông tin công an thành phố Đà Nẵng đã có thông tin chính thức, khẳng định đó là một chiếc vali rỗng do một người đàn ông bị tâm thần bỏ lại. Vụ việc xảy ra vào trưa qua tại trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Nhân viên bảo vệ phát hiện một vật thể lạ tại khu vực trước cổng trường. Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã có mặt và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra xác minh theo quy định. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng thì đây là chiếc vali rỗng. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định được chủ nhân của chiếc vali này. Gia đình người này cho biết anh đang điều trị bệnh tâm thần.